Hôm nay thì mình đang ở Kawara của Onsen Resort Huế đây. Này, rất là đẹp. Quang cảnh bên ngoài của resort Kawara. Một phong cách Nhật Bản tại Huế. Có thể theo chân mình để mọi người có thể thấy được cái cảnh đẹp ở đây. Rất là tuyệt vời. Đây, bên này là khu nhà hàng nha. Ăn sáng buffet ở đây. Đây rất là đẹp, mọi người thấy không? Một cái view như thế này để có thể điểm tâm sáng thì rất tuyệt vời. Đây xa xa có thể có những du khách người ta bận đồ Nhật Bản để người ta đi. Còn dưới này là view hồ cá koi. Đây, mọi người thấy đi, rất đẹp luôn. Còn xa xa bên Kawara Myang Onsen Resort Huế này, bên kia là khu massage, tắm bùn, tắm khoáng các loại. Đây, mình có thể mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp đây chứ, tận hưởng, bởi vì ở resort này cũng rất đẹp. Đây, quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây là du khách của DRC đây. Chào, chào mấy anh. Ok, đây là cái cổng mình ngồi nha. Ba anh em là bây giờ trừ qua khu chuyên gia, khu dành cho chuyên gia để ở. Đây, khuôn viên của resort Kawara Myang Onsen Resort, rất là đẹp. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.